fallato in vetta, si resta in piedi, se tu andai. E mi è nato un tretto, me da fatto ieri, che mi vai. Tutto è silo, tu puoi dare gli occhi, e tu è tagliato. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại tôi đang có mặt tại Long An. Thì là đầu tiên cho tôi được gửi lời đến tất cả anh em ở Long An nha. Thì không biết là sáng nay mọi người đã biết tin gì chưa? Sáng nay thì Leon Coffee đã khai trương một địa điểm tại Long An, đó là địa điểm ấp mới 2, xã Mỹ Hành Nam, Đức Hòa, Long An. Thì địa điểm này có gì đặc biệt? Thì mọi người hãy cùng đồng hành với tôi tại địa điểm này trong ngày hôm nay nha. Chào tất cả mọi người, và đây là anh Kiên, chủ của chi nhánh khai trương ngày hôm nay. Địa điểm là ấp mới 2, xã Mỹ Hành Nam, Đức Hòa, Long An. Thì chào anh Kiên, thì cho em có thể hỏi anh một chút đó, là tại sao anh lại chọn Leon Coffee và lại tin tưởng với thương hiệu bên em như vậy? Có hai lý do để mình chọn hợp tác với Leon Coffee. Đấy là thứ nhất là về chất lượng, mình cũng đã đi tìm hiểu rất là nhiều và cũng đã uống thử rất là nhiều, và cảm thấy chất lượng của Leon Coffee cũng tương đối là ok, giá cả cũng phải chăng. Và lý do thứ hai đó là cái chăm sóc khách hàng của công ty cũng khá là ổn. Chính vì vậy mà mình lựa chọn hợp tác với Leon Coffee. Dạ. Dạ rồi, em hỏi thêm là cái khi mà anh lựa chọn Leon Coffee á, thì anh được ai giới thiệu hay là anh có tìm hiểu từ ở đâu không ạ? Mình khi mà có ý tưởng kinh doanh về cái mô hình này thì cũng tìm hiểu chủ yếu là trên mạng xã hội và tự mình đi tham khảo thị trường, chứ cũng không có qua ai giới thiệu cả. Dạ rồi, thì em thay mặt Leon Coffee xin gửi lời cảm ơn đến anh là đã tự tin và chọn lựa Leon Coffee bên em để cùng đồng hành. Thì vào cái buổi khai trương ngày hôm nay thì em chúc anh thì có thể là sẽ bán được nhiều hơn, và thậm chí có thể là mở thêm nhiều xe nữa tại nhiều địa điểm khác nhau đó. Thì em mong là sau cái buổi khai trương này thì anh có thể là có được nhiều khách hàng hơn, họ biết đến anh nhiều hơn, cứ nhắc đến ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, Đức Hòa, Long An là người ta biết tới anh Kiên, chủ cà phê của chi nhánh xe Leon Coffee. Thì em xin cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn. Và đây là trực diện cái mô hình xe cà phê pha máy mang đi của Leon Coffee. Thì mọi người có thể nhìn từ trên xuống dưới nè, về mẫu mã nè, về phong cách nè, rất là đẹp luôn. Thì mọi người ai mà còn ngần ngại hay là có ý định mà muốn mở cho mình một cái xe cà phê pha máy mang đi á, thì hãy đến mau với Leon Coffee. Tại vì trong tháng 8 này nè, Leon Coffee đang có chương trình khuyến mãi, thế là tặng 22 món quà cho khách hàng muốn hợp tác cùng Leon Coffee. 22 món quà này rất là giá trị luôn mọi người, có trị giá lên tới 3 triệu đồng lần đó. Thì mọi người còn chần chờ gì nữa mà không đến ngay với Leon Coffee để có thể đồng hành và cùng phát triển với lại Leon Coffee. Và mọi người đừng có quên là tại những địa điểm khai trương thì Leon Coffee vẫn còn chạy những cái chương trình combo như thế này nha. Thì ở đâu khai trương thì combo ở đó có thể sử dụng. Mọi người có thể cầm phiếu combo này đến những địa điểm khai trương và thưởng thức ngay cho mình một cái phiếu combo mà phù hợp với lại mình, hoặc là bạn mình đi cùng bạn bè của mình. Đó, ngoài cà phê đá, cà phê sữa, bạc xỉu ra thì nó còn có nhiều các loại trà như trà đào nè, mojito nè, sữa chua nữa, rất là đa dạng về thức uống luôn. Cái địa điểm này nó đặc biệt là như thế nào? Cái địa điểm đặc biệt này thì nó thứ nhất là nó gần bệnh viện Xuyên Á nè, thứ hai nó là gần khu công nghiệp Xuyên Á và gần chợ Mỹ Hạnh Nam nữa, nên cái mặt bằng đặt ở đây rất là phù hợp luôn đó. Mọi người có thể thấy nè, cái lượng người qua lại con đường này rất là đông đúc luôn. Và buổi sáng thì con đường này còn tấp nập và nhộn nhịp hơn bây giờ rất là nhiều.
Thì mọi người hãy chần chờ gì nữa mà không đến ngay tại địa điểm này để thưởng thức ngay cho mình một ly cà phê nguyên chất từ Leon Coffee.